tầm quan trọng của hệ vi sinh vật đường ruột, một cộng đồng vi sinh vật khổng lồ trong đường tiêu hóa, đã được tiết lộ bằng các công cụ di truyền và kỹ thuật nghiên cứu. Các nhà khoa học đã và đang tìm hiểu thêm về nó, chẳng hạn như các đặc điểm của một hệ vi sinh vật khỏe mạnh là gì và chủng vi sinh vật đường ruột nào có liên quan đến bệnh tật. Nghiên cứu gần đây đã xác định các phân tử được tạo ra bởi các vi khuẩn đường ruột có tác động trực tiếp đến các dây thần kinh xung quanh ruột, cái gọi là hệ thống thần kinh ruột, đôi khi được gọi là bộ não thứ hai của chúng ta. Công trình này đã được báo cáo trên tạp chí Microbiome, có thể giúp các nhà khoa học phát triển các phương pháp điều trị rối loạn đường ruột. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng nghiên cứu này sử dụng mô hình chuột và còn nhiều việc phải làm trước khi chúng tôi có thể áp dụng nghiên cứu này trong phòng khám. Trong nghiên cứu này, chuột đực và chuột cái được tiếp xúc với liều lượng kháng sinh sẽ làm giảm đáng kể số lượng vi khuẩn trong ruột của chúng. Khi điều đó xảy ra, có một số thay đổi sinh lý trong ruột của những kẻ ngu ngốc, chiều dài của ruột non tăng lên, thời gian vận chuyển của ruột dài hơn và thành ruột trở nên dễ thấm hơn. Cũng có sự mất mát bất thường của tế bào thần kinh ruột ở một số phần của đường ruột. Khi các vi sinh vật của chuột được phục hồi một cách tự nhiên, nhiều thay đổi sinh lý đã bị đảo ngược. Chức năng đường ruột đã được giải cứu và số lượng tế bào thần kinh ruột đã trở lại mức bình thường. Các nhà nghiên cứu cho rằng hệ vi sinh vật đang có tác động mạnh mẽ đến cấu trúc và chức năng của ruột, và tổn thương xảy ra ở đó có thể điều trị được và có thể phục hồi. Chúng tôi đã phát hiện ra các yếu tố vi sinh vật giúp điều chỉnh chức năng và tính toàn vẹn cấu trúc của hệ thần kinh ruột, tác giả nghiên cứu cao cấp tiến sĩ Keith Sharkey, giáo sư tại Đại học Calgary, cho biết. Những yếu tố đó, lipopolysaccharide và axit béo chuỗi ngắn SCFAS, được tìm thấy ảnh hưởng đến sự tồn tại của tế bào thần kinh ruột. Và SCFAS cũng thúc đẩy sự hình thành thần kinh. Mặc dù có nhiều vi sinh vật trong ruột tạo ra các phân tử có thể tác động đến sinh lý của con người, nhưng nhóm nghiên cứu vẫn phải đối mặt với thách thức trong việc tìm ra chúng. Họ dự định tìm kiếm các hợp chất vi sinh vật khác có thể ảnh hưởng đến sinh lý đường ruột. Một điều tuyệt vời tiềm tàng về hệ vi sinh vật được nhấn mạnh bởi nghiên cứu này là có thể sử dụng nó để cải thiện đáng kể sức khỏe của một số người bằng các phương pháp điều trị đơn giản như chế phẩm sinh học. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!